chúng tôi nói nhiều đến cái từ tân binh, nhưng mà cái sự trở lại của Tóc Tiên thì tôi nghĩ là không phải đợi đến cái show The Remix lần này. Có lẽ tôi nghĩ là bạn thay đổi cái hình ảnh trước khi cả bạn về đây hoạt động, trước khi cả có hình ảnh của bạn gọi là sánh đôi cùng với David Beckham hay các cái nhãn hàng rất là nổi tiếng cho giới trẻ. Thì cái hình ảnh mà bạn thay đổi đã ngay lập tức gây ra một cái trào lưu, cái làn sóng khá mạnh mẽ ở Việt Nam thời điểm bạn còn đang ở Mỹ. Tôi nghĩ là bạn cũng đã chia sẻ báo chí rồi. Cái thời điểm đó bạn có nhớ là tại sao mà Tóc Tiên quyết định là tóc không còn là Tóc Tiên của ngày xưa nữa không ạ? Tóc Tiên cũng chia sẻ rất là nhiều cái câu hỏi này với báo chí, thì mọi người cứ nghĩ rằng là ồ chắc là có cả một ekip sau lưng lên kế hoạch chiến lược này nọ cho cái sự thay đổi này. Thực ra thì hoàn toàn không có một cái ekip nào, cũng không có một cái chiến lược nào hết. Đơn giản là bởi vì lúc đó thì tóc của Tiên sau một quá trình gọi là hành hạ nó với duỗi uống nhuộm đủ các kiểu thì nó bị hư nhiều quá, cho nên là tôi nghĩ là thôi cắt đi rồi nuôi lại tóc mới. Nhưng mà khi mà cắt tóc là tôi cảm thấy rằng là rất là hợp với mình, và như chị Minh cũng vừa chia sẻ là có nhiều cái cơ hội đến, thì Tóc Tiên nghĩ rằng đó là một cái sign, một cái dấu hiệu là đây là chính là cái phong cách, chính là cái con người của mình. Bằng cái việc cắt tóc đó, từng bước một, Tóc Tiên khám phá nhiều hơn, biết nhiều hơn là thực ra là cái con người của mình nó không phải chỉ đơn giản là một cái cô gái ngày xưa như vậy, mà nó còn nhiều hơn nữa. Thì chính từng cái bước khám phá đó nó tạo ra một Tóc Tiên như bây giờ. Thực ra trên thế giới thì chúng ta có rất là nhiều người, bản thân chắc là bạn cũng bị so sánh nhiều với Miley Cyrus chẳng hạn, cũng là một cô gái tham gia những cái chương trình khi còn nhỏ tuổi này, rồi giống hệt bạn cũng trải qua cuộc thi. Như bạn nói là cái hành trình tìm kiếm bản thân, người ta phải lột xác. Cái sự lột xác thì tôi nghĩ là ví dụ như trường hợp của Selena Gomez chẳng hạn cũng là nhẹ nhàng hơn chút xíu, nhưng mà Miley có lẽ là cái hình ảnh mà gây nhiều cái sự tranh cãi nhất. Tôi nghĩ là bạn cũng là một cô gái mà suy nghĩ nhiều, có chiều sâu, bạn cũng đã đồng hành cùng với gia đình của mình với cái hình ảnh cũ khá là lâu. Với bạn có phải đánh đổi nhiều trong cái hành trình lột xác này hay không? Thực sự thì nói là đánh đổi nhiều thì cũng có, đó là những cái Tóc Tiên vấp phải những cái phản ứng tiêu cực từ phía những người gia đình, và cụ thể là mẹ. Ba Tóc Tiên thì lúc nào cũng ủng hộ, sao cũng được, nhưng mà đừng có đi quá lố thôi. Còn mẹ thì phản ứng rất là tiêu cực, bởi vì có lẽ là cái sự khác biệt về suy nghĩ, cái lối suy nghĩ giữa hai thế hệ. Thì đối với mẹ, mẹ của Tiên nghĩ rằng là những cái sự thay đổi này nó tương có nghĩa là con gái mình đang đi theo một cái chiều hướng rất là xấu hoặc là hư dần đi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là qua thời gian, bằng tự nhiên cái công việc của mình, những cái lối sống sinh hoạt của mình sẽ là một cái minh chứng, một cái câu trả lời rõ ràng nhất cho cái sự thay đổi của mình. Và mặc dù là có những cái đánh đổi như vậy, nhưng mà Tóc Tiên không quá quan trọng những cái sự mất mát đó, mà Tóc Tiên cảm thấy là mình được nhiều hơn từ cái sự thay đổi này. Thế mình cũng sẽ hỏi về khán giả. Theo bạn thì với cái hình ảnh mới này, khán giả của bạn là những người đã theo trước đây hay là cũng là những cô gái cũng đang phải tìm kiếm cái hình ảnh cho bản thân mình? Tóc Tiên sau cái sự thay đổi của mình đó, thì nhận được rất là nhiều những cái comment, những cái in message trong Facebook chia sẻ rằng là giống như họ coi tôi giống như một cái hình mẫu để người ta hướng tới, là nhờ chị mà em cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Thì mình không hề nghĩ là cái sự thay đổi của mình sẽ mang một cái sự ảnh hưởng nhất định nào đó đến với khán giả, nhưng mà nhờ những đọc những cái message đó thì cảm thấy rất là cảm động. Và cái lượng khán giả bây giờ mà những cái người đang yêu mến ủng hộ Tiên cũng có một phần từ cái lớp khán giả cũ đã trưởng thành hơn và có một cái sự sâu sắc trong suy nghĩ, và kèm theo đó là một cái lớp khán giả mới, đặc biệt là những cô gái trẻ, khi mà họ nhìn vào mình và họ cảm nhận được cái bản thân họ trong cái con người mình. Quay về âm nhạc, những cái ca sĩ khác trong cái cuộc thi đồng hành cùng với bạn thì họ có những cái bản hit, và tôi thấy một trong những cách mà họ hay dùng là họ mix lại chính những cái bản hit của họ. Bạn là một người mới, khi mà tác phẩm hay là những cái bài hát không có nhiều ở đây, cái hình ảnh trong âm nhạc bạn muốn hướng tới là như thế nào? Âm nhạc bạn cũng sẽ chọn cái phong cách như thế nào? Trong cái cuộc thi The Remix Hỏa Ấm Ánh Sáng thì đúng đó là một cái điểm bất lợi, khi mà Tiên không có nhiều bài hit trong thị trường Việt Nam. Nói về cái đó là cái sự bất lợi, nhưng mà nhìn ở một cái phương diện khác thì Tiên lại thấy đó là một cái ưu điểm, bởi vì Tiên sẽ không bị chịu quá nhiều áp lực đối với một cái bài hát đã quá thành công rồi. Remix có nghĩa là làm mới lại những cái bài hát cũ. Thì con đường mà đội của bản thân Tiên cũng như là team của Tóc Tiên chọn là đi theo cái chiến lược là có thể nói là chậm mà chắc, là sẽ không tung hết tất cả lực của mình ngay từ những show đầu, mà chủ yếu tập trung remix là những cái bài hát đã khá là quen thuộc với khán giả, không phải nhất thiết là bài hát hit của Tiên, mà có thể là bài hit của những ca sĩ khác chẳng hạn. Và càng về sau, cái kế hoạch mà Tóc Tiên đề ra đó là mỗi tuần sẽ là một hình tượng khác nhau, để Tóc Tiên muốn khán giả cảm thấy rằng là cái sự đa dạng trong phong cách âm nhạc cũng như là trong phong cách trình diễn của Tóc Tiên trên sân khấu, đó là cái mục đích mà cả team Tóc Tiên đang hướng tới. Nhưng còn về bạn thì sao? Đây có thể là một cái ván bài khá lớn trong sự nghiệp. Tôi cứ giả sử với tư cách là người ngoài, tôi đặt ra hai giả thuyết. Một là dù không thành công lắm ở Việt Nam thì vẫn có một thị trường đang chờ đợi bạn. Cái thứ hai nữa là
bạn có thể phải đặt lên bàn cân, chọn một thị trường để gọi là trong những năm tiếp theo của sự nghiệp nữa. Còn một cái phương án nào khác trong cái hành trình mà lựa chọn về Việt Nam cho cái đợt chào sân lần này hay không? Đúng là Tóc Tiên nói là mình đang chơi một cái ván bài khá lớn, nhưng đó là cái nói thôi, chứ bản thân Tóc Tiên khi tham gia cuộc thi này suy nghĩ rằng là thi thì phải thắng. Đó là một cái điều không phải là mình kiêu ngạo hay gì hết, nhưng mà đó là một cái sự động viên mà bản thân mình phải có một cái tự tin, và Tiên tin rằng là cái sự tự tin cũng như nỗ lực của mình nó sẽ tạo nên một cái điều gọi là kỳ diệu gì đó. Và dĩ nhiên cái con đường trở về Việt Nam của Tóc Tiên nó chỉ sẽ không chỉ dừng lại ở cái cuộc thi The Remix này. Phương hướng hoạt động của Tóc Tiên trong khoảng thời gian sắp tới, thời gian gần đó là hoạt động song song cả hai thị trường hải ngoại lẫn trong nước. Và cái đó là cái điểm may mắn của Tiên. Nếu như Tóc Tiên gọi là trong cái ván bài này mình chưa đạt được cái vị trí mình mong muốn đi, thì Tóc Tiên vẫn sẽ có những cái kế hoạch khác ở thị trường Việt Nam trong suốt một năm 2015 này. Thôi thì chúc cho cụ thể là trong cái cuộc thi The Remix bạn sẽ không chỉ chào sân nữa mà có thể chiếm lĩnh sân khấu đó. Và chúc cho mọi dự án sắp tới của bạn luôn thành công. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho Ghế Đỏ. Tóc Tiên cảm ơn chị Thị Minh rất là nhiều. Cảm ơn Ghế Đỏ và cảm ơn khán giả.